Quý Minh xin chào mọi người. Video hôm nay Quý Minh muốn chia sẻ đến mọi người những cái chậu kỳ 5 cánh trắng HO. Ở lô này Quý Minh có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cây nhé. 14 cây HO nha cả nhà. 14 cây HO thì Quý Minh sẽ review từng cây chi tiết, từng cây cho mọi người xem. Và Quý Minh sẽ báo giá trực tiếp luôn. Mọi người thích cái cây nào thì có thể lưu số thứ tự của cây, hoặc là mọi người có thể chụp ảnh màn hình để nhắn tin qua số điện thoại Zalo 0338602181, hoặc là gọi trực tiếp luôn cho nhanh nha cả nhà nha. 5 cánh trắng HO này của mình bán giá, nói chung là cái giá này là giá không thể nào thấp hơn được nữa cả nha. Đây, cây số 1. Cây số 1 này 28 cm cả nhà nha. 28 cm và đang lên mầm gốc đây. Rất là đẹp luôn. 28 cm. $840.000. Quý Minh bán 30.000 một cm nha cả nhà nha. 840.000. Cây số 1. Đây là cây số 2. Cây này 30 cm. Cây này cây số 2, mập lắm cả nhà ơi, bằng ngón tay của mình luôn nè. 30 cm về cái mầm gốc bự nè cả nhà. Là cả mầm gốc luôn là 30 cm. 900.000 ạ. Chập nữa sẽ có những cái cây nhỏ giá nhỏ hơn nha cả nhà nha. Rồi cây số 2. Đây là cây số 3. Rất đẹp mọi người ơi. Cây số 3 này cũng 30 cm. Cũng 900.000. Mầm gốc đây cả nhà. Mầm gốc đóng bi rồi. Vậy đã đang lên con nữa cả nhà thấy không? Rồi chậu này cũng 900.000, chậu này rất đẹp. Chậu số 4. Chậu này 25 cm. 750.000 ạ. Cứ 30.000 cm nha cả nhà. Chậu số 5, chậu này nhỏ. Chậu này 15 cm. 450.000. Chậu này 15 cm 450.000 ạ. Chậu số 6. 12 cm. 12 cm này là 360. Cứ 30.000 một cm nhân lên nha cả nhà nha. 360. Chậu số 7. Chậu số 7 23 cm. Chậu số 7 23 cm. $690. Chậu số 8. Chậu số 8 này 18 cm, chưa lên mầm gốc. $540.000. Chậu số 10. Chậu số 12 4 cm. 720. 720. Mầm gốc rất đẹp ạ. 24 cm ạ. Cứ 30.000 cm nhân lên. Chậu số 11. Chậu số 11 này 17 cm. 501. 17 cm, 501. Chậu số 12. Nó đang ra mấy cọng rễ gì chả hiểu. 18 cm.
18 cm, 540 ạ. Chào số 13. 13 cm, 12 cm ạ. 12 cm này là 360. Tính ra chợ lợi ha. 360, 12 cm là 12 mầm gốc. 3 mầm rất đẹp nha. Rồi chợ cuối cùng, chợ số 14. Ủa, 2 4 6 8 10 12 14. 15 chợ, tổng cộng có 15 chợ. Chợ số 14 nè. Chợ số 14 này 28 xe giải nhà nha. 840 ạ. Chợ số 14 840. Chợ số 15, chợ cuối cùng. 26 xe. ạ. À. 840.000 ạ. À. Rồi ok, cái lô cây 5 cánh trái HO gồm 10 gồm 15 cây ạ. À. Gồm 15 cây nha cả nhà nha. Và Quý Minh chia sẻ giá 30.000 một sen. Quý Minh đã gửi chi tiết từng chậu như vậy, mọi người xem anh chị em nào thích chậu nào thì liên hệ số điện thoại 0338602181 hoặc là kết nối Zalo số điện thoại đó luôn ạ. Lên số thứ tự của cây hoặc là chụp ảnh màn hình lại cho Quý Minh. Quý Minh sẽ gửi cây, anh chị em nhận được hàng, kiểm tra hàng, cây khỏe mạnh, không gãy đổ thì thanh toán với bưu tá. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mình là Quý Minh, đến từ vườn lan Minh Kiệt tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người chăm lan vườn đẹp như ý. Xin chào.